Mẹ thôi. Mẹ con về nhà con đây. Anh Hòa quýnh con mà nắp nói vậy khóc. Khó quýnh nữa hả? Dạ, kêu quýnh. Em là giống như tát vào tay, một bàn tay nhẹ. Thì cũng dữ dữ lắm nè, con dâu này mặt dữ nè. Đó thì cãi chồng, cãi thế nào cũng quên. Cãi gì đó anh chồng nó nói vậy chứ chồng thương nó dữ lắm. Dạ, tôi tên là Quỳnh Thị Vân, 60 tuổi. Quê cô ở đâu? Quê ở Đồng Nai. Hiện nay cô sinh sống ở đâu? Sinh sống ở... Long An. Ủa? Tại đi buôn bán ở dưới rồi cũng đi đi về về vậy đó. Chứ Long không An phải là ở dưới luôn. Tân An hay là Long Bến Lức cô? Tân An á. Dạ. Rồi, chào em gái. Linh, chào Lê Lộc. Chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Việt, năm nay 27 tuổi, nghề nghiệp là kinh doanh. Làm dâu của mẹ được 1 năm 3 tháng ạ. Mình có em bé chưa chị? Dạ chưa chị. Lần đầu tiên cô gặp con dâu mình á, cô có ấn tượng gì với cô gái này không? Nói chung là lần đầu tiên gặp cô dâu thì nhìn nó dữ à. Dữ hả? Nhìn dữ. Sao còn dữ cô? Không biết cái cảm giác mình không biết nhìn thấy nó dữ. À, dữ nhưng mà có đồng tiền là dễ thương. Nhưng mà đó. Cuối cùng thì lại thương. À. Lúc mình cho con mình đi học á thì mình cũng dặn dò nó đừng yêu sớm. Yêu sớm rồi lỡ việc học hành. Cái cũng phiên nó là thôi giờ á, nếu mà hai đứa quen á thì mẹ cũng, ý bác ở đây á thì cũng không có cấm cản gì thì gì à. Mình nghĩ là con mình lên học nó cũng sắp tới nỗi trưởng thành, mình cấm đón nó quá thì chắc có lẽ nó không mấy được cô? Nó học hết lớp 12 đó là nhiêu? 18. 18 thì lúc nó quen lên là khoảng 20 rồi, khoảng 2 năm sau. Rồi từ lúc nó lớp 12 tới bao nhiêu lâu nó cưới? Sau cứ ra trường. À, tức là chờ ra trường luôn. Chờ ra trường mới cho đi học, ý mới cho mấy cưới là định như vậy. Rồi vừa xong ra trường thì ba chồng mới mất. Mất đi cái mới nói với nhau là thôi giờ mẹ cũng muốn tiếc hôn nhân cho con chứ cho vui vẻ, mà tại vì ba con mất rồi thôi mẹ. Cảm giác mẹ buồn lắm, với trong cái ngày xưa nó hay là tan chế à, không được cưới á. Rồi sau mấy năm tụi nó cưới cô? Rồi phản lại 2 năm sau. À vậy cũng đâu có trẻ lắm đâu. Dạ. Còn em lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng em thấy sao? Em run lắm. Tại lúc đó mới 18 tuổi là em quen chồng em. Thì lúc đó là được tầm 1 năm, hơn năm mấy á. Thì bên nhà chồng thì mẹ cũng dặn là không được quen bạn gái. Bên nhà em thì cũng không được dặn là không được quen bạn trai. Thế là hai đứa hù nhau kêu là giấu hết. Thế là mẹ lên, thế là run. Thế thì kêu không, mẹ hiền lắm, không sao đâu. Anh nói mẹ hiền lắm, không sao đâu. Mà lên mình gặp mẹ xong thấy rung quéo luôn một chỗ, không có cái gì đó. Quéo luôn á hả? Giờ mặt mẹ có lẽ dữ lắm, mới quéo dữ vậy đó. Không biết nói gì hết, giờ mẹ hỏi gì trả lời chứ không biết nói gì hết. Sao nó về làm dâu được không cô? Lần đầu tiên nó về chơi á, nó cũng được lắm, đi mua chân gà để làm chân gà nướng rồi đó, làm gia vị đồ để nướng cho mẹ với ba ăn. Dạ. À. Làm có một lần nữa, còn làm lần nào nữa không? Có một lần một. Thôi ơi. Lấy lòng. Lấy lòng. Lấy lòng thôi. Làm lần lấy lòng. Lần sau không có. Lần sau nấu ăn không được rồi nha. Trời ơi. Lần sau nấu ăn không được, nấu món gì cô? Khó ăn nhiều kho, nấu canh với cứ gì ra đến đêm không có vừa miệng mình. Em là gốc người ở Hà Tĩnh á, cho nên là người em là ăn nhiều bột ngọt hơn. Còn bên mẹ là ăn ngọt nhiều hơn. Nên là nêm nếm mà em nấu ở nhà em thì em nêm nấu cho ba mẹ em thì được, chứ nêm nếm về bên này thì lại không được. Người nấu nó nấu không ăn được lần nào hết. Cũng ráng ăn. Thì nói chung ra thì nó gì nó cũng học, nó cũng dốc lòng để học là nấu ăn, nhưng mà mình cũng chỉ mà nó nấu thì cũng không theo ý mình được. Ở nhà hai mẹ con mình hợp nhau điểm gì nhất chị? Đi ăn uống cũng hợp. Đi ăn ngoài hả? Ăn cũng hợp. À. Hai người cũng hợp lắm á. Đi ra ngoài ăn á hợp chứ không phải là nó nấu ăn hợp. Từ hồi lúc mà cưới nó xong đến giờ á, tăng lên 8kg á. Trời ơi. Cưới mới 5-3 tháng rồi. Lý do khi mà mình rảnh á, mình nấu mong mình hy vọng mình nấu nó ăn để cho vui gia đình á. Mà nấu rồi cái nó mất nó, mẹ mất chuyện này chút, mất chuyện kia kia, cái tối thì nó ra lo đi bán rồi. Rồi cái tới sáng mẹ chồng là ẩm hết luôn. Ở nhà ăn luôn. Có khi kia ăn không hết để tủ lạnh ai mời cái hầm cái ăn không nổi cái đổ cứ vậy hoài, cũng tiếc với chết luôn. Không phải, tại do là mẹ chồng là đi ban ngày là ở nhà ban đêm, còn em á là kinh doanh ở chợ đầu mối, kinh doanh là ban đêm.
là bán trái cây, bán sỉ làm đêm. Ban ngày là em bán mỹ phẩm, lúc đó trước chưa có shipper là em tự đi giao luôn. Rồi còn chuyện gì mẹ con hợp nhau nữa ngoài việc ăn uống? Như dẫn mẹ đi mua sắm, mua được Tết trời, mua túi sách á. Ê việc này đẹp nè, đẹp nè. Ừ mẹ lấy cái nào, lựa tao cái coi. Ở nhà mẹ có mấy cái rồi mà mẹ chưa có mang đó. Thôi cái này đẹp, cái này nhìn thấy ở nhà cũ rồi, lừa về cái. Bữa sau mà ông bốn đi dẫn đi biển La Ghi, Việt ơi cái mới mua xấu quá, tao vẫn thích cái cũ thôi. Kêu cái mang được cái mới. Nói chung là hai mẹ con này rất là thoải mái, sống rất là thoáng, phóng khoáng đó. Những con người như thế thì rất là dễ gần ha. Có những chuyện gì mà mình không hợp với nhau? Chuyện không hợp thì cứ như chưa thấy, từ bữa nay suy nghĩ hoài cũng không biết cái gì chưa hợp. Thường là trong công việc của mình có chia sẻ với mẹ không chị? Không. Công việc làm ăn không có chia sẻ với mẹ, sao vậy? Thì mình kinh doanh online thì mình buôn bán tự bỏ vốn ra gì đó, cũng không có chia sẻ với mẹ nhiều. Chỉ có điều mẹ thấy đi nhiều quá thôi. Mới đợt cuối năm vừa rồi á, giữa cuối năm rồi này nọ, đi họp tem rồi nọ, đi nhiều á, mẹ sợ. Mẹ kêu đi nhiều sợ mất công dâu. Có bao giờ mẹ con cãi nhau thẳng thừng chưa? Cãi thì không cãi, nhưng chắc em làm mẹ buồn. Cái hai chồng biết làm sao chứ, cãi lộn sao không biết, nửa đêm lên mẹ ơi mẹ khóc mướt mắt. Con đi hỏi về. Cái gì vậy? Con đi về nhà con đây. Mẹ thôi. Mẹ con về nhà con đây. Anh Hòa quýnh con mà nắp nói vậy khóc. Có quýnh nữa hả? Dạ, kêu quýnh. Em giống như tát vào tay, một bàn tay nhẹ. Thì cũng dữ ghê lắm nè, con dâu này mặt dữ nè. Đó thì cãi chồng cãi thế nào cũng quên. Cãi gì đó thằng chồng nó nói vậy chứ chồng thương nó dữ lắm. Cũng dữ lắm hả? Con thấy hai đứa gây lộn chưa? Chưa có nghe thấy gây lộn, nhưng mà nghe sau này thì đêm đó thì chị nói vậy thì nói bây giờ mẹ nói con nghe. Nếu mà hai đứa vui vẻ nói về bên mẹ thì mẹ đồng ý. Còn nếu mà hai đứa gầy lộn thì không nên về. Cái gì á, vợ chồng từ từ nói rồi giải hòa chứ. Khi nào con muốn về á, không phải coi mẹ không cho con về thăm gia đình cha mẹ. Mà khi lúc này là về không được. Về đây rồi mười mốt rồi biết đâu chồng nó giận lên á, mày đi ra khỏi nhà, mày khỏi về nhà rồi sao? Đó, thành thử ra nếu mà bây giờ lúc cãi lộn không nên về hết, đi đâu hết, phải ở nhà. Có bữa mở cửa phòng nó ra nhìn thấy nó nhà mừng. Bữa nào mà nó đi ra ngoài chưa về, cái trong lòng nhà ngủ cũng không được. Trời ơi. Mà con trai thì lúc đó thì nó xuống dựa, nó bán trái cây để phân phối cho người ta, nó đâu có thời gian. Nói chung là có sao mình nói như vậy. Thì có bữa phiên với thằng con trai nó hoài, mẹ thấy vợ con ăn việc nó đi bán hoài vậy, sao mẹ thấy mẹ không yên tâm chút nào. Như có khi nào một ngày nào đó con với nó tan vỡ rồi mẹ buồn. Nó nói trời, dạ không lo mà mẹ lo cái gì. Lại nó nói nó không lo, mẹ lo chi, ý là nó tin tưởng vợ nó không có lo, là sợ là khi ở ngoài đấy có người kia là nó rất là tin, là sống vợ nó hiểu hơn mình. Thấy mẹ chồng thương con dâu dễ sợ chưa ha. Hôm nay thì tôi thấy rằng đây cũng chưa có gì mâu thuẫn lớn lắm. Dạ. Chắc có lẽ rằng mình nghe coi chồng em coi có chuyện gì không ha. Dạ. Chứ thấy hai mẹ chồng nàng dâu nãy giờ dễ thương lắm á. Rồi xem hình ảnh của chồng cái đã. Chào hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Sau khoảng một thời gian hơn một năm cưới nhau thì em vẫn chưa thấy hai mẹ con có một cái sự việc nghiêm trọng gì, một cái mâu thuẫn nghiêm trọng gì xảy ra. Mọi chuyện thì hai mẹ con tự dàn xếp, tự giải quyết hết, ít khi nào mà đưa em vào những cái tình huống khó xử. Hai mẹ con ít khi nào cãi nhau lắm, chỉ hay cãi nhau những chuyện vặt vãnh trong nhà thôi, ví dụ nấu ăn, đồ đẹp, đồ không đẹp vậy thôi. Tính mẹ thì rất là hay là lo lắng cho con cái, nên hay hỏi thăm về vấn đề làm ăn của con cái, hay hỏi này hỏi cái kia, xong đưa ra những cái lời góp ý, những cái lời khuyên về việc này thì vợ thông cảm nhé, không phải mẹ là nói nhiều đâu nhé. Thông qua chương trình thì anh chúc vợ ngày càng xinh đẹp, công việc của vợ thì luôn luôn thành công. Con chúc mẹ ngày càng nhiều sức khỏe và mạnh khỏe để luôn đồng hành cùng vợ chồng con. Em thấy như vậy mẹ chồng với em là không có cãi nhau gì nhiều hết. Là đi vậy à. Chỉ có quần áo với giỏ sách này kia đúng không? Mẹ hay hỏi lắm, mẹ mang mẹ xí xóm cái lên cái là đẹp công việc, đẹp công việc. Bắt đầu cái mình thấy đẹp lên nhưng mà không thích nói đẹp, toàn cứ xấu. Ủa? Không à. Chứ mà không nói xấu mình không. Chọc quá mà đúng chọc, không? Chọc. Chọc xong rồi mẹ coi. Mẹ sợ con sâu là coi như là ở nhà có con sâu là đem ra hù mẹ.
Có khi nào mẹ hù nó gì không? Cái gần đây nó chưa có bầu thì nói là con không có bầu á, mẹ đi kiếm vợ khác cho anh trai mẹ là mẹ kiếm con trai đứng tôn của mẹ à, con cháu nội đứng tôn à. Có hay nói vậy. Mẹ muốn bốn đứa lận. Hả? Con. Gì con? Tự vì thấy mình giờ có hai đứa mà bây giờ ba nó mất nữa rồi cái mình thấy cô đơn. Thì muốn giờ dâu mình nó có cháu nội nhiều đấy có niềm vui trong gia đình nhá. Nhưng mà vấn đề là nuôi nổi hay không thôi. Vấn đề có mẹ lo phụ. Phụ đúng không? Nhưng mà thôi cỡ 2 đến 3 là cùng rồi. 4 thì hơi nhiều. Ai, cảm ơn cô với em rất nhiều. Còn trò chuyện ngày hôm nay. Cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không nào? Tại vì cái nước bán mỹ phẩm nó luôn ra ngoài đó. Ý là muốn về sanh 4 đứa cháu chứ để lo trong gia đình buôn bán vậy thôi. Ý là giữ chân á bác cô hả? Giữ chân phải sanh. Nhưng mà đẻ đứa thì giữ chân. Nhưng mà chắc không thể, thì chuyện làm ăn đang phát đạt lên thì chắc có thể nó không từ bỏ được đâu. Nhưng mà là muốn như vậy, là mẹ thì muốn vậy về. Về á là có gì có mẹ lo phụ không có sao hết. Em có muốn nói gì với mẹ không? Dạ, chuyện kinh doanh thì bây giờ em cũng bắt đầu mới phát triển ra. Thì để từ từ rồi em ấy, còn em bé thì sẽ có một đứa chăm sóc, có đứa cho mẹ. Chứ là đứa ít quá, mẹ không chịu đâu. Dễ thương quá. Cảm ơn gia đình hôm nay đến tham gia chương trình. Chúc cho cả nhà chúng ta cứ mãi mãi có những tiếng cười như vậy, mãi mãi có những niềm vui như vậy, đặc biệt hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Để tặng cho kỷ niệm của chương trình. Cảm ơn chú Quỳnh Linh với cô Lê Lộc. Dạ, cảm ơn cô đã đến với chương trình.